hãy đăng ký kênh thay đổi để thành công để cập nhật các tin tức mới nhất từ dự án p network tiền điện tử đã trở thành chủ đề nóng trong thế giới tài chính trong vài năm qua tuy nhiên việc truy cập và tham gia vào tiền điện tử thường bị giới hạn ở những người có đủ kiến thức kỹ thuật hoặc nguồn tài chính đã đến lúc chúng ta nói về p network một dự án được thiết kế để thay đổi cách người bình thường tiếp cận tiền điện tử p network là một dự án tiền điện tử độc đáo được tạo ra vào năm 2019 bởi một nhóm các nhà khoa học máy tính từ Đại học Stanford. P-Network nhằm mục đích cung cấp quyền truy cập vào tiền điện tử cho mọi người, bất kể nền tảng kỹ thuật hoặc tài chính của họ. Điều khiến P-Network nổi bật là cách tiếp cận khai thác tập trung vào thiết bị di động. Thay vì yêu cầu người dùng mua thiết bị đặc biệt hoặc thực hiện khai thác chuyên sâu, P-Network cho phép người dùng chỉ cần khai thác P thông qua ứng dụng điện thoại di động của họ. Một trong những tầm nhìn chính của Pi Network là trao quyền cho người dùng sở hữu và sử dụng Pi Coin một cách dễ dàng. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai sử dụng ứng dụng Pi Network đều có thể trở thành chủ sở hữu và người dùng của loại tiền điện tử này. Pi Coin, một loại tiền điện tử được phát triển bởi Pi Network, được thiết kế để sử dụng trong nhiều giao dịch khác nhau. Thay vì chỉ đơn giản là một tài sản kỹ thuật số được giao dịch trên thị trường, Pi có thể được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày chẳng hạn như mua sắm, thanh toán hàng hóa và dịch vụ hoặc thậm chí chuyển giá trị của nó cho người khác. Sử dụng PiCoin để giao dịch là một trong những tính năng thú vị được p Network cung cấp. Người dùng có thể mua sản phẩm và dịch vụ từ những người khác chấp nhận thanh toán bằng PiCoin. Ngoài ra, bạn cũng có thể bán sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng mình bằng PiCoin làm phương thức thanh toán. Mua sắm bằng PiCoin cũng mang đến cho người dùng những lợi ích bổ sung chẳng hạn như phí giao dịch thấp hơn so với hệ thống thanh toán truyền thống, bảo mật nâng cao và quyền truy cập vào mạng toàn cầu hỗ trợ PiCoin. Mặc dù Pi Network hứa hẹn khả năng truy cập tiền điện tử dễ dàng hơn, nhưng vẫn còn một số thách thức cần vượt qua trong tương lai. Một trong những thách thức lớn nhất sẽ là việc tích hợp PiCoin vào hệ sinh thái kinh doanh rộng lớn hơn và đảm bảo rằng người bán và nhà bán lẻ chấp nhận rộng rãi. Ngoài ra, quy định cũng có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến tương lai của Pi Network. Do các khu vực pháp lý khác nhau có các quy định khác nhau về tiền điện tử. Pi Network cần cộng tác với các cơ quan quản lý và tuân thủ các quy định hiện hành. Pi Network là một dự án tiền điện tử nổi bật vì tập trung vào việc cung cấp quyền truy cập cho người bình thường. Với Pi coi là loại tiền điện tử có thể được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày, P Network có tiềm năng thay đổi cách chúng ta tương tác với các loại tiền kỹ thuật số trong khi đó những thách thức vẫn còn ở phía trước và sự thành công của p Network sẽ phụ thuộc vào khả năng xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ đạt được sự chấp nhận rộng rãi và thích ứng với những thay đổi về quy định Tuy nhiên có một điều chắc chắn là p Network đã mở ra cơ hội tiếp cận toàn diện hơn với tiền điện tử và đây là một bước quan trọng trong quá trình phát triển của tiền kỹ thuật số hiện tại Pi vẫn chưa lên sàn giao dịch nên mọi người khai thác bằng cách kích tia xét mỗi ngày, hạn chế mua bán Pi ở các sàn giao dịch chợ đen tránh mất tiền quan. Chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống, chúc cộng đồng Pi Network ngày càng phát triển và thành công.